Trường hợp mà vô sinh ở nữ thì đây là theo cái kinh nghiệm của người Dao ở trên Bắc Sơn, Lạng Sơn thì họ sử dụng cái này. Cái này theo tiếng phổ thông mà theo tài liệu á, là chúng ta có thể gọi là cây lòng thuyền hay là sâm cau lá lớn, rồi cái cổ nốc. Những tiếng Dao của mình gọi cái này là gì bà? Ngồi răng. Dạ. Ngồi răng, cái kiểu răng là mình cũng gọi thuyền mà. Ngồi răng là thuyền, ngồi răng là thuyền. Nhưng cái lá này ví dụ mình gặp trong rừng mình có làm gì không? Thế lá của nó không làm gì được, chỉ có che mưa đấy, che mưa này đúng không, nó che mưa ra ngoài, nó có thể mình đựng thức ăn này đấy, đúng rồi. Rồi mình đi lấy nước này rồi cái dây này đúng là bà nói cái dây này rất là dai, chúng ta có thể làm dây buộc được, nó dai chắc làm dây buộc được và cái này hay mọc ở đâu bà, nó hay mọc những chỗ như thế nào nhỉ, ví dụ như chỗ kia đấy, nó cái chuối nhỏ nhỏ nó có nước thì nó mọc và nó hay có đá đấy. Và đấy bà nói là mọc ở chỗ trong các cái khe ở trong rừng, rồi có cái suối nhỏ nhỏ dưới tán cây chỗ mà có đá đấy, nó hay mọc ở chỗ đó, thì cây nó rất là to như thế này đấy, cây nó rất là to và tên khoa học của cây này là Cucullego capitulata, là cùng họ cùng chi với cái sâm cau và sâm tiến mao mà chúng ta vẫn sử dụng, mà cây này được sử dụng với cái tên khác gọi là sâm cau lá lớn, là công dụng như là tức là chúng ta dùng thay thế cái sâm cau với tác dụng là để cho những trường hợp mà đau lưng, mỏi gối đấy, bằng cách là chúng ta lấy cái củ này về, cái thân này về, tức là rửa sạch, băm nhỏ, phơi khô, có thể sao vàng lên, rồi chúng ta kết hợp với lại một số các vị khác, chúng ta sắc uống hoặc là ngâm tửu, chúng ta uống thì ngâm tửu nó sẽ có cái màu là màu nâu đen. Vâng ạ, đó bà nó uống cũng được, ngâm mấy cây ra về uống cũng được. Mỗi một ngày chúng ta uống khoảng vài ly. Uống trước khi ngủ vào buổi tối nhé. Và đấy bà nói là phụ nữ thì là cứ chỉ cần là nấu uống thôi, còn con trai có thể là ngâm từ uống. Thế còn theo kinh nghiệm của mình cho trường hợp mà vô sinh thì mình dùng thế nào bà? Vô sinh nữ ạ? Vô sinh nữ thì mình cứ có hàng tháng. Vâng ạ. Ừ. Trước hàng tháng ví dụ mới. À, trước hàng tháng 15 nó đến giờ thì mình cứ uống từ 12 13 trở đi, đến hàng tháng thì uống liên tục, đến là thấy thế nó cạn thì thôi hàng tháng đấy. Cũng hồi tháng đấy nó cũng có hàng tháng uống và nó mới có hiệu nghiệm mà. Tức là uống vào 12, 13, 14. Chu kỳ kinh nguyệt. 14, 15 thì mấy ngày ấy uống thì nó có ngay cái ấy mà. Đấy là vào chu kỳ kinh hả? Nó kinh mà, chúng thời kinh mà. Uống đúng chu kỳ kinh hả? Vâng. Cho đến khi hết, cho đến khi khô. Uống cho đến khi khô, khi sạch hết thì thôi hả? Khi lúc nào hết sạch thì thôi. Mà uống có bao nhiêu liệu trình như vậy bà, hay là chỉ uống một lần thôi? Uống lần đấy để thuốc cứ dành ở đấy để đến kỳ sau. Đến kỳ sau lúc nào sắp có thì mình lại bắt đầu uống. Sắp có thì uống. Ừ. Và thế cho cháu hỏi thêm một tí là trong trường hợp mà phụ nữ mà vô sinh á, là cho những trường hợp như thế nào? Tức là họ bị rối loạn kinh nguyệt hay là bị viêm nhiễm hay là bị yếu thận yếu hay như thế nào? Có người vô sinh thì từ nhỏ đến già đến tuổi 18-20 nó không có cái hành trình ấy. Tức là những trường hợp mà vô sinh nguyên phát, tức là phụ nữ đến tuổi 18-20 mà vẫn chưa có kinh. Chưa có kinh, thì mới lại phải uống cái này. Thì là phải uống cái này. Đấy, như theo kinh nghiệm bà. Còn phụ nữ cũng thỉnh thoảng nó cũng đẩy trước một lần rồi, nhưng mà nó cách mấy năm nó không có thì vẫn tổng cái này. Đấy, kể cả vô sinh nguyên phát hay là vô sinh thứ phát. Vô sinh thứ phát là gì? Có những trường hợp là chúng ta sinh một vài lần rồi, nhưng mà sau đó thì là chúng muốn, ta lại lấy là muốn có mà chưa có, thì lại chúng ta cũng có thể sử dụng cái này bằng cách là chúng ta lấy về chúng ta sắc uống, đúng không bà? Vâng. Băm nhỏ phơi khô rồi sắc uống. Nhưng mà ví dụ như mình dùng dao mình cắt bình thường hay là như thế nào được? Vẫn thế, mình lấy dao gọt cái này vẫn gọt cắt bình thường. Tại vì cháu thấy một số nơi họ trong trường hợp mà đối trường hợp vô sinh là người ta không dùng dao để người ta cắt, người ta kiêng. Đây không kiêng. Không dùng dao thì lấy cái gì lấy mà gì cắt bây giờ? Vâng ạ. Vâng, cháu cảm ơn bà rất là nhiều. Xin được cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh. Nếu mọi người quan tâm đến các cái thông tin về thuốc nam thì các bạn có thể để lại thông tin
bằng cách comment cho tôi ở dưới. Và các bạn cũng có thể nhấn cái nút theo dõi để có thể xem được các video tiếp theo được nhanh hơn, sớm hơn so với những người khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.